6 9. Tính ra bấm đất còn mỏi hơn đấy mọi người. Nãy bà nào hỏi tôi ta? Bà Hồng Ngọc đâu rồi nhỉ? Đợi tôi một tí nha mọi người. Bà Hồng Ngọc. Bà Hồng Ngọc ơi. Bà Hồng Ngọc đâu rồi hả? À đúng rồi đúng rồi. À đúng rồi đúng rồi, của bà đây rồi. Tôi cứ tưởng là không phải. Tôi cứ tưởng không phải. Tôi cứ lặn lội đi tìm cái comment trên. Xoay cho một lần nữa. Đúng rồi, làm công ăn lương thôi mọi người, chủ bảo như nào phải theo thế. Thôi ngăn nhá, em ngăn bóc ra, ai mang về. Thiệt mọi người ơi, đi làm thuê mà sếp bảo gì thì làm thế thôi. Ngược vọng màu tím, chứ bây giờ là cãi lên, cãi là mai các bà không nhìn thấy tôi nữa luôn. Không bảo là, làm không ok, ngày mai không phải đến làm việc nữa. Trời, xong chuyện luôn. Em lên đi ra rồi mọi người, em lên đi ra quét nhà rồi. Ngược vọng màu tím nhá mọi người. Đúng rồi, làm chủ hẳn chứ chó hả? Giữ rằng vậy sao? Dễ dàng vậy sao? Nguyện vọng đầu tiên nhá, thêm một nhá. Lương hả mọi người? Lương 3 triệu. Mức lương 3 triệu. Ok, một cặp nè, hai cặp nè, ba cặp nhá mọi người. Thêm 3 túi nhá. À 6 vòng 125 đó mình ạ. 6 vòng 125 đó. Đúng rồi, hôm nay không quá trơn. Xong bảo là thôi em làm nốt hôm nay đi, ngày mai em không phải làm được á. À, anh thấy em không phù hợp. Thêm một túi. Ngày mai là giờ không bấm chuông rồi. Ngày mai là thấy là em anh thấy em không phù hợp với công việc. Tôi không biết bà ơi, chừng nào tới đơn của Tuấn Khang á hả? Sao em chưa nhìn thấy đơn của Tuấn Khang đâu? Mình đã đặt chưa? Ok, một cặp nè, hai cặp nha mọi người ơi, thêm hai túi nha. Sao bạn ấy kêu không bấm chuông? Tôi không biết bà ơi. Thật bây giờ mới bắt tôi đã hỏi rồi, bây giờ tôi phải vừa bắt vừa bấm. Đặt nãy giờ lâu rồi á hả? Ok, để tôi chỉ kiểm tra lại nhá. Một cặp nha mọi người, thêm một nhá. Tôi là tôi bén lắm. Sếp bảo như nào tôi làm như vậy. Thêm một cặp nè. Ok, kết thúc mọi người. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 nha mọi người. 23 nha, thế hả? Để tôi một tí nhá. Bây giờ tôi thấy đơn của Yến với cả đơn của Diệp. Ờ, chắc này ai có. Yến với cả Diệp mọi người ạ. Chị Diệp. Đến chị Diệp ạ. Chị Diệp có trong like mọi người. Tata combo 9 túi. Ok, mình combo 9 túi. 2, 4, 6, 8, 9. Quay nhá, quay nhá. Vòng có 52 không? 52 là sao ta? Thêm 4 nhá mọi người. Em đang chưa hiểu mọi người. Thêm 4, bóc 3, 1 đưa về nè. Nguyện vọng màu xanh dương. Có bạn này chưa ta? Bà Diệp, à có rồi. 52, ý là sai 52 hả mình hay như nào? Em thấy nó cũng vừa đó mọi người, nó không bé quá mà không to quá đâu. Cái vòng tay đeo bên dưới đó mọi người, để tí em đeo thử cho mọi người nhá. À để tí em đeo thử cho chị nhìn nhá. Thấy đơn của Tuấn Khang, em có nhìn thấy đơn của Tuấn Khang không? Không thấy đơn của anh Tuấn Khang đâu mọi người ơi. Không nhìn thấy đâu mọi người, mọi người nhớ là vào trang cá nhân của em để bấm vào giỏ hàng để đặt nhá. Một loại đó mình ơi, cái vòng bên đây là một loại đó. Tí em rơi cho mọi người xem, rùa nhé em hết rồi mình ạ. Bảo là thành công rồi á hả? Ủa mọi người ơi, chưa nhìn thấy là đây là vòng đầu tiên nè, thêm một túi nè. Nguyện vọng màu xanh dương mọi người. Ủa, màu đỏ đỏ này ra quá trời. Tự nhiên bị màu xanh ở giữa phong ấn chứ. Ok, một cặp, hai cặp, ba cặp nha, thêm ba nha. Không mọi người ơi, còn ít đơn lắm, chỉ còn một hai đơn thôi. Mọi người đặt là được bóc luôn còn chờ đâu. Sao nó phong ấn, đúng rồi, không hiểu sao phong ấn thế đấy luôn. Mọi người ơi, đặt được bóc luôn còn chờ đợi đâu nha mọi người. Đó, để cứu xanh này đó. Để cứu xanh này đó. Đúng rồi, bà Yến là sau đơn này người vọng mọi người ơi, thêm một túi. Bà Yến là sau đơn này, đến bà Yến người vọng nữa nha, thêm một nha. Ủa, có gì đấy, thêm nữa. Người vọng luôn. Ok, một cặp nè. Rồi và hai cặp nhá mình ơi, thêm hai túi nhá. Hỏi nguyện vọng cái là nguyện vọng ra luôn. Thank you mọi người. Hello mọi người, đặt hàng bốc luôn nha, một cặp nữa nha. Thêm một nha. Đó, thêm một nữa đó. Đặt bốc luôn không cần chờ đợi, tiếp tục nè, thêm một nè. Kết thúc nha mọi người. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 nha. 25 nha mọi người. Em thấy đơn của chị Yến đó. Xem lại đi chị ơi. Hoặc là nó bị ẩn đơn đó mình ạ. À. Hoặc nó bị ẩn đơn đó, nếu mà ẩn đơn thì hả? Mình ơi đặt lại đi, có khi nó bị ẩn đơn tại vì đơn nhiều ấy. Đơn nhiều ấy nên là bị off chuột hết rồi. Chấp nhận mọi người. Dạ đúng rồi, đặt lại đi mọi người. Em thấy đơn của chị Yến này, chị Yến ơi, chị Yến nãy có hỏi đâu rồi ạ? À? Dù em không biết mọi người, chưa thấy sếp bảo gì cả. Chị Yến ơi. 2, 4, 6, thêm 2. Chị Yến ơi. Chị Yến đâu rồi ta? Mọi người ơi, đặt hàng mọi người vào trang cá nhân của em, bấm vào giỏ hàng để tham khảo giá với cả để đặt hàng nhá. Chị Yến, chị đặt 12 mà. Ủa? Đây là combo 6 vòng mà.
Không phải, chị Yến này là vòng mọi người. Chị Nguyễn Yến này mình đặt đơn gì? Chị Nguyễn Yến mình đặt đơn gì? Còn đơn này của em đang là vòng. Đơn này của em đang là màu vòng mà mọi người. Đâu, bên Rofi hôm nay không ai like mà mọi người. Bà Yến ơi, bà Yến mà đặt đơn nào 12 vậy, nhà em làm gì có? À chị đặt 2 à? À sorry sorry chị, sorry. Em gọi mới nhìn thấy 2, 4, 5, 6. Thêm 2 nữa nha. Thêm 2 nữa là thêm 4 rồi nhá. Sorry. 6, thêm 2 là 8 là 16 rồi đó mọi người. Em bóp nha, vòng của chị là màu đen nha. Thì em đeo thử, ok mình nhá, thì em đeo thử cho mọi người đây, em sẽ đeo thử cho mọi người một cái này. Đấy, nó kể như này mọi người, đeo nhiều cái thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Đeo nhiều cái nó sẽ đẹp hơn nhá. Biết đâu mọi người cái này về cho mấy bé nhà mình đeo cũng yêu ấy. Mấy bà bé nhà mình đeo cũng yêu ấy. À, anh Tuấn Khang ơi. Rồi em mới nhớ ra, đơn của anh là 2 combo 18 là phải cắt ra mình ạ, đơn nhiều là sẽ tắt cắt rồi. Em nhìn cái đơn ở dưới máy tính là Tuấn Khang đúng không? Một cặp nè, hai cặp nè, thêm hai túi nha. Đơn này x2 nên là xếp chưa cho bắt mọi người. Đơn nào mà phải đặt nhiều là phải cóc á. Anh Tuấn Khang ơi, rồi em mới nhớ ra, quên đi em mất. Không phải đâu, có một cái thôi. Có một cái là từ bao giờ ấy. 18 túi thôi, đúng rồi. Không, chỉ cần 18 túi nhưng mà chị x2. Đơn đấy mà em in em nhớ mà. Ủa không, cái nào giống cái nào, chị như nào? Nhấp một cái lên à? Hay là xé thêm một để mắc cặp? Ok, là thêm một nè. Đúng rồi, x2 phải cắt trước. À, đấy, 2 phải 2 đơn phải cắt trước đó, anh Tuấn Khang ơi. Nhưng mà cái này có phải một không ta? Hai cái này có phải một không? Không khác nhau mà. Bắt tiếp nhé. Ok, thế thì đợi một tí xong rồi là em xong đơn này là đến đơn anh Tuấn Khang nhé. Nguyện vọng nha mình ơi, thêm một nhá. Đúng rồi. Đấy, đợi lại giúp em. Nè, thêm một nè. Đúng rồi mọi người. Đúng như bác lớp hay sao vừa comment đơn rồi. Ok, thêm một nhá. Mình tự ấy đi mọi người, em không ấy được mọi người ạ, bên em không ấy được mọi người ấy giúp em không hỏi cái từ ra đấy được. Ok chưa? Ủa sao vậy? Sao lại khác màu nhau hết đấy? Cắt không? Sorry quên bấm chuông. Thỉnh thoảng kiểu như là cái vòng ít được bắp ấy mọi người. Ủa em bây giờ 7 cái mà không biết nào giống cái nào hay sao? À 68 ký mang vừa đó mọi người ạ, mang vừa đó. Như nào mọi người bây giờ 7 cái rồi mà vẫn không biết nào giống cái nào. Cho cái này lên đây bóc thêm cái nữa. Ok. Thế em nhấc màu trắng lên nhá mọi người nhá, nhấc lên màu trắng lên nhá. Ok nè, một cặp nè, thêm một nhá. Mọi người ơi, ok là một cặp nè, thêm một nữa. Chú ơi, quên chuông, sorry mọi người. Đang rất tập trung cái vòng này. Không nhớ ra chuông, sếp bảo gì đã. Rồi xong, không có màu nào nữa luôn. Thế hả, thế thì mình cứ kệ đi mình ơi, mình cứ kệ đi, thêm một nè. Trắng sao? Thì vòng màu trắng nhưng mà nãy nhắc ra rồi, mọi người ơi, không ai để chờ mãi được. Không chờ như thế. Không chờ như thế mọi người ạ. Chờ thế thì nó sẽ bị nhiều cặp lắm. Xếp phải lên để đường cho. Ý là một lớp đã nhắc rồi ấy mọi người. Mày bạn nha, thêm một nha. Lên cherry cho mấy. Quả vào cherry sáng nhiều giấy. Sáng nhờ nhiều giấy, thêm một nè. Mọi người ơi, đâu hết đâu. Ý là cắt vào đây rồi vẫn phải ghép đó hả? Phải không? Phải không mọi người? Có phải không hay là thôi? Ok, thế thì thêm một nữa. Ok, thêm một nhá, thêm một nè. Ok la, ok mọi người, một cặp nha. Thêm một nha. Tôi cũng chưa hiểu cái đấy luôn á, các bà làm ghê quá, tôi cũng vén. Thêm một nha. Kết thúc mọi người, kết thúc nha. Các bạn nhiều tiền hả? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 nha mình ơi, 30 nha. Bà Che Huy, bà giấu với bà ngươi tôi đi. Đúng rồi. Đi bà ngươi tôi đi. Em đến đơn của anh Tuấn Khang này, sau đơn Tuấn Khang là của Che Huy nha mình ơi. Ê hề ha. Bà nhá, tôi đi lấy rồi nhá. Trời đất ơi. À, xếp bắt để cho vui vẻ mọi người. Chị gì đây, anh Tuấn Khang ơi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, thêm 3 nè, 3 năm vậy nhá. Ok, đâu rồi anh Tuấn Khang được không? Mọi người là một sai nhá. Chồng chị đi đóng lắp rất là già, đọc vẫn là 6 chữ lắp. Không dễ kiếm vậy. Đọc nào sách lá. Mua 50, mọi người ơi, mua 50 là phải đấy nhá. Mình phải cắt rồi. Gì vậy trời. Ok, người vòng đầu
đi đấu giá. Cho chị xem đi. Nữa nè, nguyện vọng nữa nè, thêm một nữa nè. Đâu rồi, anh Tấn Khang không thể nói gì mọi người. Anh Tấn Khang nói gì cho mọi người? Không được sao? À, combo 8 là mọi người, cái vòng xoay nó chỉ nhiều nhất là 6 thôi. Bây giờ xoay mà ra 3, 4, 5 thì là mình thiệt đúng không? Cho nên là anh không xoay combo 18 nó không xoay đó mọi người. Tại vì nhiều nhất cũng là số 6 mà bây giờ em đã thêm số 6 rồi. Thì là cái đấy là không xoay mọi người ạ. 1 cặp nè, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp nha mình nha. Thêm 4 nhá, 2, 4 nhá. Yên tâm chắc không ở đây nên là em sẽ đấy mọi người mà. Ok mọi người nè, em bỏ bớt mọi người đâu, mọi người yên tâm đi. Cái gì vậy trái, chồng tôi ấy, cái gì vậy trái. Nhưng mà kiểu cả nhà cậu chị các thứ ấy, là nhiều người đi cùng nhau ấy. Em ạ, phải tầm 5-7 người mà mỗi người là 6 cổ rưỡi. Cái gì vậy? Không mọi người ơi, sếp hôm nay mới nói lại rồi bắt xin đi nào ạ. Thì bây giờ người ta bắt đấu tại mình nhau mình không biết này. Ok, 1 cặp nè, 2 cặp nè, 2 cặp nha mọi người ơi, thêm 2 nhá. Mọi người ơi, cái này là do sếp mọi người ạ, chứ không phải là do em hay là do ai đâu. Cái này là sếp, sếp nói như nào thì lại làm như thế thôi, bởi vì là bản thuê cho tư bản mà mọi người ơi. Sao mà mình quyết định được đúng không? Ok, 1 cặp nè, 2 cặp nè, 3 cặp nha, thêm 3 nha. Nói cái nghèo cái nói em giật ra. Ôi cũng vậy, tôi cũng nghèo y chang. Trời ơi, đau khổ, đau đớn cực hả. Sếp người chung lúc mọi người. Sếp người chung nè, 1 cặp nè, 2 cặp nè, 3 cặp nè, 4 cặp nha. Ê hề vậy trời, 2, 4 nha. Nguyện vọng là 3 nguyện vọng là nhiều mọi người, nhưng mà nguyện vọng ít nhưng mà toàn là ghép 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 không à. Yên tâm đi. Dạ, không, suýt thôi, chưa dọn. Có biết nói đâu mọi người ơi, chỉ biết tiếng Việt thôi mọi người ạ. Ok, 1 cặp nè, 2 cặp nè, thêm 2 nhá. Thêm 2 nhá, cái gì vô cùng, vô gì. Ok, là 1 cặp, thêm 1 túi ạ. Kết thúc mọi người ơi, kết thúc nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43 nhé mọi người. Đổi đi bà, đổi cho bà chiếc vi, thích đổi xong màu thì đổi xong. Đổi thoải mái.